Thưa quý vị và các bạn, chính sách một con hà khắc đã được chính phủ Trung Quốc áp dụng từ năm 1979 và cũng nhờ chính sách này thì quốc gia đông dân nhất thế giới đã có thể kiềm chế dân số của mình ở mức 1,3 tỷ người. Mặt lợi thì đã được chốt ở những con số, thế nhưng quốc gia này hiện đang gặp phải rất nhiều hệ lụy khó giải quyết như là nhân lực lao động ngày càng già và hiếm, người già không được chăm sóc khi mà các giải pháp chính phủ đưa ra vẫn chưa thích hợp. Vâng, và chính vì vậy mà hiện nay người cao tuổi tại Trung Quốc đang không khỏi lo lắng cho tương lai của mình. Và từ câu chuyện sau đây tại đất nước tỷ dân thì chúng ta có thể rút ra bài học nào cho mình? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Những trung tâm chăm sóc sức khỏe người già như thế này là một trong những mô hình mới mẻ ở Trung Quốc. Vì rất nhiều lý do khác nhau, nó đã trở thành một lựa chọn tất yếu đối với nhiều người già. Dù không thực sự là một nơi lý tưởng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc sống cô đơn một mình. Sống ở nhà tôi cảm thấy thực sự đơn độc. Sống ở đây ít nhất tôi có thể trò chuyện với mọi người, cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Các con tôi tuy có điều kiện, nhưng do quá bận rộn, không thể đến thăm thường xuyên được. Nhưng tôi thấy cũng ổn. Chính sách mỗi gia đình chỉ được sinh một con trong bao năm qua đã ảnh hưởng rất lớn tới Trung Quốc. Nó khiến cho quốc gia tuy đông dân, nhưng lại thiếu hụt lực lượng lao động trẻ. Hơn nữa, những người thuộc tầng lớp kế cận, vốn không có anh chị em ruột, lại trở thành người duy nhất phải chịu trách nhiệm phụng dưỡng ít nhất là 6 người, gồm cha, mẹ và ông bà nội ngoại. Nhưng đáng tiếc là các cơ sở dưỡng lão tại Trung Quốc chỉ có thể đáp ứng được 2,5% nhu cầu, nghĩa là cứ 1.000 người cao tuổi thì chỉ có 25 người là được vào các cơ sở dưỡng lão. Những trung tâm dưỡng lão thì lúc nào cũng quá tải, phải xếp hàng đăng ký rất lâu mới có thể có một suất. Những cơ sở tốt và có đủ khả năng phục vụ thì thường là của tư nhân và giá thì lại quá cao. Còn tại Việt Nam, với dân số 90 triệu người, đứng thứ 14 trên thế giới và đứng thứ 8 ở châu Á, Việt Nam đang ở giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là trong tương lai chúng ta không phải đối diện với những thách thức tương tự. Cái xu hướng già hóa dân số nó là một cái xu hướng mang tính chất thời đại. Và tôi cho rằng là đây là một trong những đặc điểm lớn nhất về mặt xã hội của thế giới thế kỷ 21. Hiện nay thì chúng ta, như tôi nói, là đã bước vào cái quá trình già hóa dân số rồi. Và người ta cũng dự báo là khoảng độ năm 2032 thì chúng ta bước vào cái quá trình già hóa, là bước vào cái ngưỡng của dân số già. Tức là lúc bây giờ dân số của nước ta được coi là dân số già. Thì như vậy là đâu đó khoảng độ 17-18 năm nữa. Hiện ở Việt Nam, chất lượng cuộc sống của người cao tuổi còn thấp, với 62,3% người cao tuổi được điều tra cho biết là sống khó khăn thiếu thốn và chỉ 25,5% người cao tuổi có lương hưu. Hệ thống y tế cũng chưa theo kịp mức gia tăng người cao tuổi. Chính vì vậy, cơ cấu dân số vàng không chỉ là cơ hội lớn để phát triển hay tăng trưởng, mà còn là một cơ hội lớn để tích lũy nguồn lực, tăng đầu tư cho an sinh xã hội, giáo dục và y tế cho tương lai. Nếu không chuẩn bị sớm, thì chúng ta hoàn toàn có khả năng phải đối diện với bài học nhãn tiền mà Trung Quốc đang gặp phải, bởi già hóa dân số là một tiến trình phát triển tất yếu mà mọi quốc gia đều phải trải qua.